Thì tôi chia sẻ bạn, đây cũng là một cái trường hợp tên của cuộc chơi là thay đổi. Đó. Và ngành du lịch gần như năm vừa rồi, năm 2020 vừa rồi là gần như là không có làm ăn gì được. Thì cái bài học ở đây tôi muốn chia sẻ bạn là mình có sẵn sàng cho cái sự thay đổi hay không? Rồi, mình có quyết tâm là bằng mọi giá cho cái sự thay đổi hay không? Chúng ta ví dụ thay đổi về kinh doanh sang đầu tư, chúng ta thay đổi từ online, từ offline sang online, đấy đều xếp vào những cái sự thay đổi. Tôi chia sẻ cho bạn một số câu chuyện, hy vọng là truyền cảm hứng cho một số anh em. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của một bạn học viên mà tôi coaching, bạn ấy tên là bạn Huyền. Thì bạn ấy làm chủ nhà hàng, làm chủ quán bar, karaoke. Đấy. Thế thì cái thời điểm mà bạn ấy gặp tôi thì bạn ấy cũng kiếm tiền tốt rồi, bạn ấy có vốn rồi. Bạn ấy làm về cái lĩnh vực là nhà hàng, quán bar, karaoke. Có những cái ví dụ như karaoke có những cái quán mà mỗi tháng kiếm khoảng độ 200-300 triệu một tháng, thu nhập cũng rất là tốt. Và bạn ấy rất là giỏi về kinh doanh dịch vụ. Đấy ạ, rất giỏi kinh doanh dịch vụ. Thì cái thời điểm mà bạn gặp tôi thì bạn ấy mong muốn là bạn ấy hỏi tôi là về làm nào đầu tư bất động sản cho nó hiệu quả. Thời điểm đấy còn chưa xảy ra cái dịch Covid cơ. Thế thì tôi mới hướng dẫn cho bạn ấy là trong cái việc đầu tư bất động sản thì tôi giúp cho bạn ấy nâng cao cái tiêu chuẩn hơn và suy nghĩ nó lớn hơn. Trước đây bạn đi mua 1-2 mét vuông đất, một những cái lô đất khoảng 100-200 mét vuông đất thôi. Đấy. Và tôi chia sẻ bạn là tôi hướng dẫn cho bạn ấy những cái công cụ mới, ví dụ như lập dự án bất động sản, mua đất phân lô bán hay làm những cái tài sản giá trị lớn. Thì tóm lại thì bạn bắt đầu, bạn ấy nghe lời tôi và bạn bắt đầu chuyển hướng sang vừa làm kinh doanh vừa làm bất động sản. Thế thì cái năm vừa rồi, năm 2020 ấy, thì đúng cái thời điểm mà dịch Covid. Thế thì các cái hoạt động kinh doanh của bạn ấy thì coi như là cũng là bị hạn chế rất nhiều. Nhưng mà rất là may là bạn ấy đã trước đó đã có một cái giai đoạn để chuyển hướng để sang làm bất động sản rồi. Và thời điểm hiện tại khi mà tôi hướng dẫn cho bạn ấy thì bây giờ bạn ấy đã biết là mua miếng đất lớn, phân lô ra nhiều hecta, tức là những cái miếng hàng hecta đấy, mình chia lô ra. Và sau đó thì bạn ấy làm thêm một cái resort ven sông nữa. Thì những cái miếng đất hiện nay thì cái giá nó tăng giá trị, nó kiếm được tiền. Thì nhưng mà tôi chia sẻ bạn ở đây ấy, đây là một ví dụ, một cái trường hợp rất là điển hình về cái câu chuyện là mình chuyển hướng, dịch chuyển từ kinh doanh sang đầu tư. Tôi ví dụ cho bạn là ví dụ như là cái Facebook của bạn đây, tôi cho bạn xem một số cái hình ảnh để các bạn thấy là có rất là nhiều người người ta cũng dịch chuyển như vậy. Đấy, một số hình ảnh bạn ấy mua những cái miếng đất, không biết nữa mình có nhìn thấy hình ảnh không nhỉ? Đấy. Rồi, ok các bạn nhìn thấy rồi. Đấy, bạn ấy hôm cái bạn ấy khai trương resort ven sông. Rồi. Đấy. Thế thì tôi đánh giá là đây là một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục, bởi vì trước đây thì bạn ấy chưa bao giờ bạn ấy nghĩ là làm những cái bất động sản như vậy. Đấy. Thế nhưng mà khi mà gọi như là mình nhờ đi học kèm cặp coaching, được truyền cảm hứng, được nâng cao tiêu chuẩn. Nên là theo tôi thì rất là nhiều bạn chúng ta có cái quan điểm trong kinh doanh là tên cuộc chơi là thay đổi. Ngày hôm qua có thể bạn đang kinh doanh một cái gọi là một cái sản phẩm dịch vụ gì đó, nhưng ngày hôm nay thì mọi thứ nó có thể nó đã khác rồi. Đấy, và dịch chuyển sang đầu tư là một cái sự lựa chọn rồi. Ok ạ. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, thế bao nhiêu bạn đồng ý là tên của cuộc chơi là thay đổi thì bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Rồi, để tôi biết là bạn cũng nắm được cái bài học này rồi. Rồi. Nên là mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Ngày hôm qua thì cách đây một năm. Và hiện nay những cái karaoke hay là nhà hàng, quán bar là bạn đã chuyển nhượng lại hết rồi. Đấy, chuyển nhượng lại hết rồi. Thế tôi muốn chia sẻ cho bạn cái câu chuyện như này. Để bạn cũng... mình cũng hiểu một cái bài học rất là quan trọng trong kinh doanh là mọi thứ là thay đổi rất nhanh. Đấy. Cái dịch Covid 100 năm nó mới xảy ra một lần, nhưng mà khi xảy ra thì rất là nhiều người đã là không kịp thay đổi rồi. Đấy. Ok ạ. Câu chuyện thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Câu chuyện thứ hai cũng là một trường hợp là gọi là cuộc chơi thay đổi. Đấy. Chúng ta sẽ phải là câu chuyện thứ hai là của bạn Minh Castland. Đấy. Ok, bạn nhìn thấy cái công ty này không ạ? Đấy. Thế thì bạn Minh là cái trường hợp mà ở bên tay trái này. Đấy. Rồi. Ok ạ. Thì thực ra bạn Minh cũng là một trường hợp mà tôi coaching, tôi kèm cặp. Để tôi vẫn nhớ cái thời điểm mà bạn gặp tôi là công ty đang là công ty về du lịch. Và cũng mỗi năm là lợi nhuận khoảng chục tỷ một năm đấy. Cũng rất là tốt. Đấy.
Bạn ấy là một trong những người sáng lập công ty. Và khi mà gặp tôi hướng dẫn là mình nên làm thêm về bất động sản. Ngoài kinh doanh ra mình nên đầu tư thêm về bất động sản, ngoài làm doanh nghiệp ra mình nên đầu tư thêm. Thế thì tôi hướng dẫn cho bạn ấy một số chiến lược, mà một trong số đó thì bắt đầu phát triển thêm một cái công ty bất động sản. Ở đây là một cái sàn giao dịch bất động sản. Thế thì bạn ấy kết hợp với lại cũng đi nhờ đi học chuyên sâu, tức là ngoài cái coaching thì quyền lợi của anh em học viên coaching là được đi học tất cả các lớp combo của Nick. Thì sau đó thì bắt đầu mới là trong lớp học thì bạn ấy kết nối được một số anh em cùng tư duy. Thì bắt đầu là ra mở công ty. Mở công ty và hiện nay thì cái công ty này là vừa phân phối bất động sản, vừa phân lô bán. Và bản thân bạn ấy thì cũng làm những cái homestay đầu tư, và bây giờ thì cũng những cái có nhiều mảnh đất là cũng x2, x3, x5 rồi. Thì tôi chia sẻ với bạn đây cũng là một cái trường hợp là mình là chấp nhận tên của cuộc chơi là thay đổi. Đó. Và cái ngành du lịch gần như năm vừa rồi, năm 2020 vừa rồi là gần như là không có làm ăn gì được. Thì cái bài học ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn là mình có sẵn sàng cho cái sự thay đổi hay không? Rồi, mình có quyết tâm là bằng mọi giá cho cái sự thay đổi hay không? Chúng ta ví dụ thay đổi về kinh doanh sang đầu tư, chúng ta thay đổi từ online, từ offline sang online, đấy đều xếp vào những cái sự thay đổi cả. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý với cái bài học này? Bạn hãy comment vào ô chat để tôi biết là bạn nắm được cái bài học này rồi. Ok ạ. Thì có nhiều câu chuyện như này lắm. Và thực tế thì có buổi sáng thì tôi có nói cho bạn những chiến lược này. Và bây giờ thì tôi show cho bạn những cái bằng chứng để bạn thấy là nhiều anh chị em thì rất là mạnh dạn. Đây tôi ví dụ như là tôi mở cái Facebook của bạn ấy. Thì tôi ví dụ. Đấy. Cũng đi sang làm với bất động sản đấy. Đấy, thế không ạ? Mà câu chuyện này cũng thay đổi chỉ cách đây khoảng 1.5 năm thôi. Đấy. Nên tôi mới nói là từ kinh doanh thì hãy tiến lên thêm trong cái công việc đầu tư. Rồi. Nên nhiều anh em mới nói là kinh doanh nhiều năm thì không bằng găm trúng lô đất đấy. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý? Vâng, đấy là một cái quan điểm, một câu chuyện rất là tuyệt vời. Thì hãy comment vào ô chat nào để tôi biết. Thế rồi các bạn ấy đội nhóm, đấy, các bạn ấy triển khai những cái công việc về kinh doanh và đầu tư bất động sản. Vừa phân phối và vừa tiến hành đầu tư. Thì đây cũng là một trường hợp mà tôi coaching, tôi kèm cặp và tôi hướng dẫn cho bạn ấy từ cái việc là mình xây dựng đội nhóm như thế nào. Đấy. Mình chọn chiến lược sản phẩm như thế nào. Rồi. Ok ạ. Một số anh em thì bạn cũng có thể đi con đường này. Đây là một cái câu chuyện mà tôi chia sẻ thêm cho lớp mình về cái việc là thay đổi. Đấy. Cuộc chơi luôn luôn là thay đổi. Rồi. Mà những cái câu chuyện này nó chỉ thay đổi trong vòng có 1.5 năm thôi. Có những bạn như bạn Huyền vừa nãy là 1 năm, bạn Minh thì khoảng 1.5 năm, 2 năm, chưa đến 2 năm, 1.5 năm. Đấy. Ok, bạn comment vào ô chat đi ạ, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Đấy.